Chào bạn Nhật, xin chào các bác nhé. Em tiếp tục phục vụ các bác một con máy lọc khí Daikin mặt nguyệt. Cái mẫu này thì không phải bàn cãi về cái độ vip, độ lọc của nó rồi. Một con máy mà em bán cực nhiều, nó khẳng định các bác luôn. Chưa có cái dòng nào nếu mà nói về cái tầm tiền như hiện tại, không kể cả những cái dòng máy tiền hơn thì cũng lọc không thể bằng con này được đâu. Con này nó là cái dòng có hai cột lọc tĩnh điện hai bên các bạn, hiệu quả lọc cũng rất là tốt. Hình thức thì bên em đã làm sạch đẹp hết rồi, trắng đẹp tinh tươm phục vụ các bạn, long lanh thành đào hết. Đầu biến áp điện 220V, công nghệ eco tiết kiệm điện. Nếu mà các bác chạy mà eco bình thường thì nó chỉ vào khoảng 15-20W một giờ thôi nhé. Khi các bác dùng, các bác để eco cho em là nó tự động hoàn toàn luôn, tất cả các tính năng hẹn giờ, bật tắt dưới đây luôn, tăng giảm ánh sáng, còn là khóa chèn, lọc khí nhanh, bùa, các chế độ lọc khí, tắt mở ion, đèn báo phần trăm độ, đèn báo cảm biến bụi mùi, đèn báo tốc độ lọc. Đây các bác nhé, đối với cái dòng máy lọc khí các bác nào chưa mua bao giờ thì mình sẽ nghiên cứu. Các cái dòng máy khác các bác nhìn nó chỉ có một cái màng HEPA trong này thôi, nhưng mà riêng con này thêm hai cột lọc tĩnh điện hai bên, tức là bụi phải đi qua hai cột lọc này, nó sẽ đốt vi khuẩn tiêu diệt bụi nấm mốc ở đây. Đấy, sau đó các cái bụi mịn sẽ bám vào cái màng HEPA này. Đấy, nó lại thêm một cái màng thô này nữa làm tăng thêm cái hiệu quả lọc các bác nhé. Đặc biệt cái con này là con này, màng của nó HEPA đi theo zin theo máy còn rất mới luôn, cực đẹp. Đấy, màng hết rất mới các bác nhé. Đấy là màng than của nó này. Đấy, bác nào mà không thích cái màng HEPA zin theo máy này thì các bác khi mua thì các bác báo em sẽ thay màng mới, và tiền thì vẫn như vậy, em sẽ giữ lại cái màng này lắp cho máy khác. Đấy, còn bác nào không báo thì mặc định em sẽ để cái màng này, vì khi mà trên clip em quay thì cũng nói rất là rõ rồi, các bác khi mua thì mình xem kỹ một chút. Nhiều bác cứ nhắn tin hỏi giá, thì thực sự là tất cả các mặt hàng của em đăng trên kênh YouTube thì đều báo giá thôi nhé. Đây là thanh timer khử khuẩn này. Đấy, đây. Còn rất là mới luôn. Những con máy này thì không có gì phải chê về mọi thứ cả, từ hình thức cho đến chất lượng lọc, giá thành thì bây giờ nó cũng rất là hợp lý rồi. Tầm này năm ngoái có cái giá gần gấp đôi các bác, nhưng mà khoảng trên 5 triệu để bình nước bùa. Những ngày hanh khô các bác cho nước vào trong này cho nhé, bùa ẩm. Màng tầm zin thằng máy còn rất đẹp này. Trước này thì các bác có thể lọc tối đa trong phòng vào khoảng 50-55m² đổ lại. Đấy, các bác lọc phòng ngủ thì càng nhanh càng khỏe. Đấy, một con Daikin mã số 3, các bác mua báo mã cho em nhé. Đấy, hình thức bán bên em thì là khách hàng sẽ đặt cọc trước 500.000, qua số tài khoản em sẽ gửi cho các bác giao dịch qua số điện thoại đây cho em. Đấy, còn các bác nhận hàng kiểm tra đúng hàng các bác thanh toán nốt. Các bác nào mà chuyển khoản tin tưởng, có tin tưởng bên em thì các bác chuyển khoản hết, em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác nhé. Chào các bác.